Kính thưa quý khán giả, trước khi vào phần chương trình thời sự, cho phép chúng tôi được nhắc, nếu như quý vị nào có ý định đi biểu tình chống Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính thì nhớ rằng tối nay lúc khuya nay tờ mờ sáng 1 giờ rưỡi quý vị tập trung tại đền thờ Đức Thánh Trần, rồi có xe buýt của xe Đạo Hoàng sẽ đưa quý vị đi lên trên đó cho kịp lúc 11 giờ 10 giờ rưỡi để tập trung ở San Francisco cùng với các cộng đồng khác. Thức ăn cũng như tất cả những hướng dẫn có ban tổ chức của Liên Ủy ban chống Cộng sản và tay sai lo đầy đủ. Quý vị chỉ đi mặc áo ấm và đem theo thuốc để uống trong ngày hôm đó, tại vì quý vị về trở lại cũng khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ đêm mới về lại Orange County. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta vào chương trình cùng với anh Trọng Quốc Bảo. Kính mời anh ạ. Vâng, thưa anh Như Miên và thưa quý vị khán giả VTV. Chúng tôi mở đầu chương trình thời sự ngày hôm nay để mà trình bày với quý vị một cái vấn nạn của nước Mỹ. Đó là cái vụ mà xả súng bắn hàng loạt nó diễn ra trên nước Mỹ. Cái weekend này, thưa anh Jumil và thưa quý vị, người ta đó, những báo chí của Mỹ gọi cái weekend này là weekend đầy bạo động đó. Một cái dịp cuối tuần là đầy bạo động, mà nó mở đầu như quý vị đã biết nó rất là sôi động vào khoảng ngày thứ bảy hôm qua đó, hôm kia, tức là ngày 14 Tây, thưa quý vị, là có cái cuộc nổ súng ở một cái chợ khu người da đen thành phố Buffalo, New York. Peter chiếu dùm cái hình số 10 để chúng ta cùng thấy cái quang cảnh của cái chợ này. Cái chợ này là có một vụ nổ súng xảy ra, mà cái tên sát nhân đó trẻ lắm, mới có 18 tuổi, ở một cái thành phố xa cái địa điểm nổ súng này, ở cái khu chợ này đó, đến 200 dặm, tức là gần 300 cây số, thưa quý vị, lái xe hết 3 tiếng 15 phút từ cái địa điểm nơi đương sự cư trú ở đó, chạy lên tới cái thành phố Buffalo này. Cái địa điểm này, cái khu vực này nó cách xa trung tâm Buffalo 3 cây số, và nó nằm ở cái khu chợ mà đa số là cái khu người Mỹ đen, và tên này xả súng bắn. Để xin Peter chiếu dùm cái hình số 11 để chúng ta thấy cái quang cảnh mà tay này nó bị bắt. Xuống xe ngay parking lot của cái chợ này đó, đương sự bắn liền và 4 người, 3 người chết, 1 người bị thương. Đương sự bước vào trong chợ, bắn tiếp tục ở trong chợ, và thêm 10 người nữa, tổng cộng là 10 người chết đó, 4 người bị thương, tổng cộng là 4 người bị thương. Thưa quý vị, xin chiếu dùm cái hình mà đương sự đã, cái hình kế tiếp mà hình số 12. Đương sự tên là Peyton Grandon, chỉ mới có 18 tuổi mà thôi. Quý vị thấy mặt mày rất là trẻ. Khi hành sự, đương sự đã mặc quân phục tác chiến đó, và mặc áo giáp nữa, mặc thêm áo giáp ở ngoài. Chính vì vậy khi một nhân viên security guard đó, nhân viên an ninh của tiệm, bắn trả lại đương sự một viên đạn trúng vào người đương sự, nhưng mà vì áo giáp không hề hấn gì thương, và tay này đã bắn chết cái người cảnh sát. Ông ta là một sĩ quan cảnh sát về hưu và làm việc security trong cái tiệm này. Cái lý do mà đương sự thực hiện cái cuộc ám sát gọi là xả súng hàng loạt này là đương sự trước đó đã từng công bố cái mà gọi là cái manifesto, hay dịch là một cái cương lĩnh dài tới 170 trang, trong đó nói lên cái tình trạng kỳ thị người sắc dân khác, tức là những người nào ở Mỹ này mà không phải gốc da trắng ở Âu Châu thì đương sự đều muốn tiêu diệt, đều muốn đuổi khỏi nước Mỹ. Và như quý vị biết, năm 2019 ở Tân Tây Lan đã có vụ bắn 2 cái nhà thờ Hồi giáo, chết 51 người. Thì tay này nè, tay Peyton Grandon này, cho biết đó là cái động lực khiến cho đương sự này đã làm công việc này, dù mới 18 tuổi thôi, thưa quý vị, 18 tuổi thôi đó. Và cho đến bây giờ thì đương sự, khi mà cảnh sát vô bắt tay này đó,
thì đương sự để súng vào cổ, nó là muốn tự sát, nhưng mà cảnh sát đã khuyến dụ và đương sự bỏ súng xuống và nằm và bị bắt mang đi, như là quý vị thấy cái hình mà mạng kỹ thuật vừa chiếu xong quý vị. Và thưa anh Dương Biên và quý vị, đây là cái vụ nổ súng gọi là nổ xả súng bắn hàng loạt mass shooting diễn ra ở tại Buffalo, New York, tiểu bang New York, là một trong rất là nhiều vụ xảy ra trong weekend vừa qua. Cái vụ thứ hai là như anh Du Miên vừa thông báo sáng sớm nay đó, là ngày hôm qua cũng đã có một vụ nổ súng ở North Carolina. Và thưa quý vị, cũng đã có vụ nổ súng ở tại Houston. Đã, thưa quý vị, Houston xin ban kỹ thuật chiếu dùm cái hình số 16. Cái hình số 16. Hình cái này là một vụ nổ súng. Cái hình này là cái vụ nổ súng ở tại Dallas, thưa quý vị, trong một cái tiệm tóc, làm tóc của người đại Hàn. Và người ta cũng nghĩ rằng là cái vụ làm tóc này cũng do bởi kỳ thị chủng tộc mà sẽ nêu ra. Nhưng cái vụ này nó xảy ra hôm thứ Tư vừa qua. Xin ban kỹ thuật chiếu dùng cái hình số 16 là nó vừa xảy ra ngày hôm qua Chủ nhật ở tại Houston. Cái khu chợ, đây là một cái khu chợ trời, và đã có sự tranh chấp với nhau bắn súng và hai người chết, ba người bị thương. Đó là một vụ, bên cạnh cái vụ ở tại Buffalo, bên cạnh cái vụ ở North Carolina, và có thêm một cái vụ ở Milwaukee nữa, nó xảy ra vào tối thứ Sáu vừa qua. 21 người bị thương trong ba vụ nổ súng ở một cái khu giải trí downtown Milwaukee ở phía bắc nước Mỹ. Và không xa lạ gì, thưa quý thính giả ở Nam Cali này, ngày hôm qua 2:30 chiều tại thành phố Laguna Woods, tức là nó ở gần, ở dưới gần khu Mission Viejo, ở dưới Irvine một chút xíu đó, thì có vụ nổ súng, một người chết, năm người bị thương trong một cái nhà thờ đạo Tin Lành. Và cái buổi trưa đó là 40 người gốc Đài Loan, 40 người Mỹ gốc Đài Loan. Cái khu vực này là cái khu vực của những người về hưu trí. 80% dân số ở khu vực này là trên 65 tuổi, thưa quý vị. Nó mới đầu nó là một cái khu cho người già, nhưng về sau nó biến thành một thành phố và có những dân chúng khác ở vô. Nhưng mà 80% là người già. Và ngày hôm qua cái vụ nổ súng xảy ra trong một cái, ở trong một nhà thờ, 40 người đạo Tin Lành gốc Đài Loan tụ tập với nhau để làm một buổi tiệc chào mừng một ông mục sư người Đài Loan. Thì đương sự tay này là một tay trên 60 tuổi, người ta cảnh sát không tiết lộ tung tích, trên 60 tuổi, cũng gốc Á Châu và chắc chắn cũng là có lẽ là gốc Đài Loan, đã xả súng bắn. Cảnh sát tịch thu được hai khẩu súng. Rất may đó là trong số những người tham dự mà không bị thương và không bị bắn đó, thì người ta đã trấn được tay này, cột tay này lại, chờ cảnh sát tới bắt đem đi. Những cái hành động này được vinh danh là những hành động rất là anh hùng. Nếu không có những người quyết tâm ra sức mà bắt tên này, tay không mà bắt tên này nhé, trói lại đó, như người ta gọi trói dây trói con heo đó, thì chắc chắn rằng là số tử vong còn lên rất là cao, thưa quý vị. Thì đó, thưa anh Du Miên và thưa quý vị, đó là cái weekend vừa qua. Mà cái tình trạng này không phải là mới đây đâu quý vị. Trong năm nay này, tháng này là tháng 19, tuần lễ 19 của năm 2022 này, đã có 198 vụ xả súng bắn, gọi là mass shooting. Định nghĩa mass shooting là có 4 người nạn nhân trở lên, hoặc là chết hoặc là bị thương, 4 người trở lên, không kể cái tay nó tay thủ phạm, không kể, thì được gọi, được xếp hạng là mass shooting. 198 vụ như vậy, tức là trung bình một tháng đó là có 10 vụ. Năm 2021 693 vụ, năm 2020 đó là 619 vụ, thưa quý vị, liên tục. Đây là cái tệ nạn mà thưa anh Du Miên, thưa quý vị, cách đây vào khoảng độ chừng 18 tháng, anh Du Miên với chúng tôi cũng có dịp trình bày phân tích về cái thảm trạng gọi là sử dụng vũ khí ở Mỹ này, và nó đưa đến rất là nhiều vụ mà xả súng bắn hàng loạt mà nạn nhân xảy ra ở khắp nơi, chứ không phải ở một tiểu bang nào, ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung, nước Mỹ gì cả, xảy ra ở khắp nơi, thưa quý vị.
Và chúng tôi weekend vừa qua, như chúng tôi tóm lược với quý vị, đây là một số vụ thôi. Chắc chắn rằng là có nhiều vụ mà báo chí địa phương không loan tải, chúng tôi không biết để mà tóm lược trình bày với quý vị. Nhưng mà trung bình một tháng như vậy là có 10 vụ xả súng bắn hàng loạt. Và đây là một tình trạng diễn ra liên tục và càng ngày càng có mức độ gia tăng. Trung bình 10 vụ một tháng trên Triều Tiên, đó là thống kê trong vòng 3 năm vừa qua. Vâng, thưa, cuối tuần vừa qua cũng có một vấn đề tương đối là gây nhức nhối cho các bà mẹ có con nhỏ, và các cơ quan truyền thông lớn đã nhảy vào chỉ trích chính phủ trong cái vấn đề giải quyết cái thiếu sữa cho trẻ em, sữa bột đó, thưa mời anh ạ. Vâng, Peter giữ dùm cái hình số 11 đó, số 11 để chúng ta thấy cái tình trạng nó diễn ra ở, xin lỗi, số 21 thì phải, đó là US Baby Formula Shortage đó. Thì như quý vị biết đó, và quý vị chắc chắn theo dõi, trong vòng gần một tháng nay nó đã diễn ra tình trạng là những bà mẹ có em bé bú sữa đó thì không có mua ra được sữa. Đây là cái hình mà tiêu biểu, quý vị thấy là người ta vô trong chợ, trong những chợ bán một department store bình thường thôi, một cái supermarket bình thường, thì những cái quầy để mà những cái kệ để sữa gọi là baby formula đó đều trống trơn hết thưa quý vị. Đó là cái tình trạng nó diễn ra trong 2 tháng rưỡi, và bây giờ người ta dự trù là với tình trạng này tới cuối năm nay tình trạng này nó vẫn tiếp diễn. Lý do nào là có cái sự tình trạng như vậy đó? Thì chúng tôi đọc ở một số tài liệu của Mỹ thì nó liệt kê ra một số lý do sau đây. Thứ nhất đó, nói chung cái thời gian 2 năm vừa qua Covid này đó, thì tình trạng sản xuất hàng hóa cũng như là hàng hóa ở các nơi đổ về nước Mỹ này bị kẹt, cho nên hàng hóa đều khan hiếm. Vì vậy, một trong những số hàng khó khan hiếm là baby formula, là sữa bột cho các em bé đó. Nhưng bên cạnh đó đó, ở Mỹ này thưa quý vị, thì có 3 hãng sản xuất thôi. Ba hãng sản xuất đó là Abbott, Gerber và Reckitt. Ba hãng này sản xuất. Và vì vậy cho nên nhân công thiếu hụt, vật phẩm thiếu hụt. Ba hãng này không sản xuất ra được cái mức độ bình thường. Và thêm một lý do nữa thêm du biêu thưa quý vị đó, là cái hệ thống thư lại, nó gọi là bureaucracy của hành chính Mỹ đó, nó rất là cứng nhắc, nó không có uyển chuyển. Canada, sữa Canada sẵn sàng nhập cảng của Mỹ, nhưng mà FDA, cơ quan gọi là kiểm soát thực phẩm và dược phẩm của Mỹ đó, không chấp nhận, tại vì không thử nghiệm để xác nhận là cái loại sữa bột của Canada này có được đúng cái tiêu chuẩn quy định của Mỹ hay không. Cho nên Canada sẵn sàng có sữa bột nhập cảng vô mà không nhập cảng vô được. Đó. Và có một lý do nữa mà cái lý do này nêu ra, trước đây chúng ta có nói chuyện với du biên thì thấy rằng là nó không được thông dụng lắm. Đó là người ta nói là tình trạng ở Mỹ này luôn luôn coi người già là ưu tiên hơn là trẻ em. Nó gọi là cái tình trạng là gerontocracy đó, có nghĩa rằng là người già được đề cao hơn là trẻ em. Người già có nhiều cái những cái trợ cấp về xã hội vân vân, trong khi đó trẻ em thì không có. Vì vậy cho nên đó là không được ưu tiên thưa anh Chu Viên. Đó là lý do tại sao đó, mà tiếp chúng ta sẽ nghỉ một vài phút. Good morning Vietnam America. Good morning Vietnam America. Trung Cộng thì Thượng Hải đương tuyên bố là họ tuyên bố thôi, nhà cầm quyền Trung Cộng tuyên bố là từ từ quay trở lại đời sống bình thường. Ngay lập tức phóng viên của đài BBC ở đó rất đông, người nào cũng phản biện, nói là họ không đi lại được, họ vẫn bị cấm. Tức là cái tin mà chính phủ khoe là đã khắc phục được khó khăn về Covid, đó chỉ là một cái mơ ước của nước Tàu mà thôi. Trong khi đó thì Bắc Hàn, ngày hôm nay thưa quý vị, Bắc Hàn đương đối diện với một thách thức lớn. Hàng triệu người mắc bệnh mà bên biết Bắc Hàn người ta kêu là sốt, mà thật sự
không biết có phải là COVID hay không. Kính mời anh Trần Quốc Bảo. Vâng, như là Du Miên vừa tóm lược thưa quý vị, Bắc Hàn trong suốt thời gian COVID vừa qua đó thì là đóng cửa biên giới, không cho xuất nhập, và vì vậy cho nên không, ít nhất là theo tin tức mà cung cấp đó, thì không có ai bị COVID cả cho đến khi cuối tháng 4 vừa rồi, thì lúc đó mới la toán lên rằng là ở bên đó cũng bị COVID. Và tính tới ngày hôm nay đó, theo tin tức của Nam Hàn cung cấp đó, của hãng thành tung ra đó, là có khoảng 50 người đã chết vì COVID và cả triệu người bị lây nhiễm. Mà cái lý do thưa quý vị, Bắc Hàn không thể kiểm soát được đó là bởi vì đóng cửa, không tiếp nhận sự cung cấp yểm trợ, dù là trong nước không có cái khả năng để mà sản xuất những cái loại test kit chẳng hạn, cho nên không thể nào coi biết được là bao nhiêu người bị bệnh, bị thương cả, bị gọi là tử vong cả. Nhưng mà cho đến bây giờ thì tình trạng rất là nguy ngập. Thưa anh Du Miên, anh có thể nói dùm cái hệ thống của chúng tôi bị trở ngại, thành là chúng tôi không có thể có những hình ảnh để mà trình bày với quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong cái vấn đề Bắc Hàn thì như anh Trọng Quốc Bảo đã trình bày với quý vị là hiện bây giờ thì không phải chỉ tin tức từ Nam Hàn mà ngay chính hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn cũng đã xác nhận cái tình trạng mà họ gọi là bị sốt nặng, kêu là sốt thôi, tại vì ở bên đó không có xét nghiệm cho nên không biết cái sốt, cái cảm cúm và cái COVID nó như thế nào cả. Nhưng mà với những cái cuộc họp mà quan trọng nhất của ông Kim Jong-un, tức là truyền thông của bên Bắc Hàn cho biết là ông Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị và ông đã chê trách những viên chức y tế, cái là không có làm gì cả. Mà thật sự ông chê trách thì là chê trách cho có việc thôi, không có thuốc. Mà cái nước này là một cái nước đứng xếp thứ 100, gần hai cái hạng nữa là tới chót đó, là y tế tồi tệ nhất thế giới. Ông có tới một cái phạt Maxi và ông chê nó là phạt Maxi không có thuốc, mà ông không cho nhập làm sao không có. Rồi cuối cùng ông đưa ra một cái quyết định mà tôi muốn anh Trần Quốc Bảo phân tích cái này. Đó là ông sử dụng quân y cũng như quân đội yểm trợ để chặn cái lây lan. Ở Bắc Hàn nó cũng có một cái điều đặc biệt là ở Bình Nhưỡng thì là đông đảo, nhưng mà ở dưới quê đó thì là cái vấn đề mà chặn đứng thông tin hay là những cái này kia đó thì mình khó biết như thế nào. Thưa mời anh Bảo. Vâng, thưa Như Miên và thưa quý vị đó, thì như chúng ta biết, Kim Jong-un rất là tự trọng, nghĩa là muốn luôn luôn đề cao đó. Vì vậy cho nên cái cuộc họp này là cuộc họp diễn ra ngày hôm Chủ nhật, và như quý vị thấy Kim Jong-un là người chủ tọa cái buổi họp này để mà bàn thảo những cái kế sách để ngăn chặn đó. Thì như anh Du Miên vừa tóm lược tin tức mới nhất là đã chỉ thị cho quân y thực hiện trực tiếp cái việc mà phân phối thuốc thang và kiểm soát những người bị nhiễm dịch đó. Tuy nhiên cái khó khăn thưa quý vị là tại Bắc Hàn đó không có, bởi vì từ trước giờ không có chuẩn bị, cho nên có những cái việc như là dịch bệnh lan truyền như vậy thì không thể nào ngăn cản được. Dù như vậy chăng nữa đó, thì cái tin mới nhất cũng cho biết rằng là Bắc Hàn của Kim Jong-un vẫn chỉ thị cho Bắc Hàn chuẩn bị để thử nghiệm những cái vũ khí hỏa tiễn tầm xa, và đồng thời đó cũng áp dụng những cái biện pháp để mà ngăn chặn không cho nhập cảng thực phẩm vô, tức là tự ái mà nhập cảng thực phẩm vô là bởi vì phía Bắc của Bắc Hàn tình trạng bị hạn hán rất là nặng nề và tình trạng dân chúng thiếu ăn. Trong khi đó thì Kim Jong-un vẫn tập trung cái nỗ lực về việc quân đội quân sự hóa, về việc đề cao cái thể chế của Kim Jong-un. Thân Du Miên, cái thảm trạng của Bắc Hàn về nạn COVID này trong thời gian tới người cho biết rất là tồi tệ, và chắc chắn nó có gây ra sự chết chóc rất là nhiều. Thân Du Miên và thưa quý vị. Vâng, thưa bây giờ chúng ta đi qua một cái đề tài mới, đó là tình hình
Thưa anh, tình hình ở Ukraine, những tin tức cập nhật có gì hấp dẫn không thưa anh? Dạ thưa anh Dung Miên, vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ tóm lược có 3 cái tin thôi. Cái tin thứ nhất xin bây giờ sử dụng vâng, cái hình này thưa quý vị. Quý vị, cái bản đồ này là bản đồ quân sự Ukraine do cái hệ thống BBSOE của Anh đó kết toán đến ngày hôm qua, ngày Chủ nhật hôm qua là ngày 15 tây đó thưa quý vị. Thì trong này quý vị thấy đó, trước kia nếu so sánh bản đồ thì chúng ta thấy màu đỏ nó nhiều, mà bây giờ màu đỏ nó ít bớt đi, chứng tỏ là quân đội của Ukraine đã đẩy lui quân đội của Nga ở bên miền đông thưa quý vị. Miền tây đó thì không còn nữa rồi, miền tây thì rút hết qua bên miền đông rồi. Và đặc biệt là ở cái thành phố ở phía bắc mà quý vị có thấy cái chữ đó, nó gọi là cái thành phố Kharkiv đó. Kharkiv này là một thành phố lớn thứ nhì của Ukraine, chỉ sau thủ đô Kiev mà thôi. Có 5 triệu người ở trong cái khu vực thành phố này đó, thì thành phố lớn thứ hai của Ukraine đó, cách biên giới Nga chỉ có 40 cây số thôi. Cái tin ngày hôm nay, sáng hôm nay này, tin tức của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết là quân đội Ukraine đã đẩy lui quân đội Nga về sát biên giới, sát tới biên giới của Nga đó thưa quý vị. Và mặc dù dân số ở đây đã bị di tản và đã bị pháo kích hàng ngày, nhưng mà cuối cùng quân đội Ukraine đã đẩy lui quân đội Nga, không phải chỉ ở cái khu vực này mà cái khu vực, có nhiều khu vực ở miền đông khác nữa. Và trong mấy ngày qua quý vị cũng thấy rằng là đã chiếu cái cảnh mà nó diễn ra ngày thứ bảy vừa qua đó, là một lực lượng của Nga cố gắng đưa quân qua cái dòng sông nó gọi là Siversky Donets đó, thì ngày 14 tháng 5 đã bị lực lượng quân đội của Ukraine tấn công và chết hơn một tiểu đoàn, hơn 1.000 người, thiệt hại hơn 100 xe tăng và chiến xa, và các loại quân xa khác. Và đây là một cái trận mà người ta gọi là thảm bại của Nga chưa từng xảy ra trong cái cuộc chiến này thưa quý vị. Đó thì thưa anh Dương Miên, nói chung đó thì Nga đương ở thế thụt lùi. Sau gần 3 tháng tấn công Ukraine thì người ta nói rằng là cái khuynh hướng cho thấy rằng là bây giờ quân đội Ukraine đã phản công rất là mạnh mẽ, đẩy lùi quân Nga ở trên toàn thể miền đông thưa anh. Với anh là có cái tin các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã tới Ukraine. Vâng, Peter chiếu dùm cái hình số 41 để chúng ta thấy cái phái đoàn có 4 thượng nghị sĩ Mỹ do bởi ông gọi là chủ tịch khối đa số đó là Mitch McConnell. 4 thượng nghị sĩ này là toàn đảng Cộng hòa không thưa anh Dương Miên. Đó là ông Mitch McConnell, bà Susan Collins, John Cornyn của Texas và ông John Barrasso của Wyoming. 4 người này chụp hình chung với Tổng thống Zelensky hôm thứ bảy vừa qua thưa quý vị. Hôm thứ bảy vừa qua, đây là phái đoàn thượng nghị sĩ của Mỹ, toàn là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tới thăm. Chỉ sau có 2 tuần lễ, bà chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi đã tới thăm cách đây 2 tuần. Và cái cuộc thăm viếng này đã nói lên cái sự ủng hộ tích cực của không phải chỉ có hành pháp Hoa Kỳ mà là cả lập pháp Hoa Kỳ nữa. Và điều này rất là quan trọng, bởi vì bên cạnh việc thăm viếng này thì quý vị cũng thấy rằng là Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua cái dự luật ngân sách 40 tỷ, Tổng thống Joe Biden chỉ đề nghị có 33 tỷ, mà ngân sách được chấp thuận hơn tới 7 tỷ là 40 tỷ, và đáng nhẽ được thông qua rồi nhưng mà phải hoãn lại bởi vì có một thượng nghị sĩ cái khuynh hướng Cộng hòa chứ không phải là không phải ông Ted Cruz. Cái ông này đó là, để chúng tôi không có chiếu cái hình ở đây, ông ta là thượng nghị sĩ Rand Paul. Ông Rand Paul là người duy nhất ông tóc quăng quăng và ông này đó liberal, ông này là đặc biệt là ông rất là cực hữu hơn cả Cộng hòa nữa thưa quý vị. Và ông ta đã làm đình trệ, nhưng mà tới thứ tư tuần tới này, tức là còn 2-3 ngày nữa đó, thì chắc chắn sẽ thông qua 40 tỷ. Và 40 tỷ này cộng với 13 tỷ 3 nữa là 53 tỷ, gần 54 tỷ từ khi cuộc chiến ở Ukraine diễn ra. Và cái này ngân sách chỉ tới tháng 10 thôi anh thưa anh Dung Miên, sau đó còn có thêm nữa.
chưa bao giờ Hoa Kỳ lại đổ một số viện trợ quan trọng như vậy ra một nước bên ngoài. Đây rõ ràng đây là một trường hợp rất là đặc biệt đối với lại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, có lẽ trong thời gian tới đây thì chúng ta cũng thấy nhiều cái biến chuyển đặc biệt nữa ở tại Ukraine. Và từ vấn đề mà liên quan đến trận chiến này là chuyện Phần Lan và mới đây Thụy Điển cũng bước theo một bước nữa để chuẩn bị gia nhập NATO. Hồi đầu tiên thì Nga đùng đùng nổi giận, nhưng bây giờ Putin nó không có sao. Anh nghĩ sao về việc này? Thưa anh, chắc chắn đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là bởi vì Thụy Điển và Phần Lan là hai quốc gia. Và xin Peter chiếu dùng cái hình này để chúng ta thấy cái vị trí chiến lược đó, hình số 51 đó, 51, để chúng ta thấy được cái Finland và Sweden đó, hình số 51, Peter. Đó là cái hình mà chúng ta thấy, cái hình này là ông Tổng thống của Finland, của Phần Lan đó. Ông ta hôm thứ Bảy vừa tuyên bố rằng là ông đã quyết định là sẽ nộp đơn xin vào NATO. Và bên cạnh ông Phần Lan này đó thì ông Thụy Điển cũng quyết định là sẽ xin tham gia vào NATO. Hai nước này là hai nước ở khu vực Bắc Âu, bên cạnh Na Uy, mà Na Uy thì là đã thành viên của NATO rồi, chỉ có hai nước này thôi. Hai nước này giữ quy chế trung lập trong suốt từ sau khi mà Nga sụp đổ cho tới bây giờ. Đó, thưa quý vị, riêng Phần Lan thì anh Du Miên, Peter chiếu dùng cái hình, có lẽ hình 51 đó, 51, để chúng ta thấy được đây. Vâng, quý vị thấy cái bản đồ này rất là đặc biệt ở cái chỗ này, là nếu hai cái nước Phần Lan Thụy Điển là màu trắng ở trên đó, ở phía trên đó, những nước màu tím là những nước trước kia thuộc về Nga, bây giờ đã không những tách khỏi Nga mà còn gia nhập vào NATO. Thưa quý vị thấy không? Thành ra Ukraine là cái vùng mà trước kia thuộc Nga, bây giờ muốn vào NATO mà không được. Thành ra nếu mà Thụy Điển và Phần Lan vào được NATO thì nó gây ra một cái tình trạng vô cùng nguy hiểm cho Nga, là bởi vì Nga bị bao bọc mọi mặt sát với biên giới. Cho nên chính vì lý do đó mà Nga, như anh Du Miên nói, Putin đã lên tiếng dọa nạt, và ngoại trưởng của Nga vừa rồi tuyên bố rằng nếu mà Phần Lan mà tham gia vô, Phần Lan là cái nước có biên giới giáp với Nga tới 800 dặm, 1.300 cây số trên Du Miên, và nó 1.300 cây số đường bộ, nó rất là nguy hiểm đối với Nga. Vì vậy cho nên Nga đã ra lên những cái biện pháp rất là mạnh mẽ để chống đối. Vâng. Nhưng mà thưa anh, nói thì nói vậy nhưng mà rất là khó để vô thân Du Miên ạ. Rất là khó để vô. Bởi vì muốn vô được đó thì tất cả thành viên khối NATO đều phải chấp nhận. Nhưng mà vâng, cho đến bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ chống đối. Dạ. Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Good morning, Vietnam, America. Good morning, Vietnam, America. Tòa Bạch Ốc chủ động mời những nước thành viên của tổ chức ASEAN đến họp thượng đỉnh tại thủ đô Hoa Kỳ. Mời họp với tư cách là Hội Đông Nam Á ASEAN, nhưng Cộng sản Việt Nam ở trong nước làm như là Tổng thống Biden và nước Hoa Kỳ đặc biệt mời Cộng sản Việt Nam, mời Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hoa Kỳ, trong những cách dùng chữ của báo chí tường thuật từ Việt Nam khiến người ta nghĩ rằng ông Biden mời riêng ông Phạm Minh Chính, và ông Phạm Minh Chính tới được đón tiếp một cách long trọng. Sự thật ra sao? Thì có lẽ là quý vị đã đọc, đã nghe, đã xem các chương trình Việt ngữ, và bây giờ thì
Có lẽ là anh Trần Quốc Bảo sẽ tóm gọn cho quý vị tất cả những diễn biến của chuyến đi Phạm Minh Chính khi họp ASEAN tại Washington. Xin mời anh. Vâng, thưa anh Du Miên, thưa quý vị, đã như quý vị biết, chuyến đi này theo dõi nó thì phải nói rất là quan trọng đối với Cộng sản Việt Nam, là bởi vì Phạm Minh Chính đi chuyến đi từ ngày 11 tháng 5 cho tới ngày 17 tháng 5, tức là ngày mai đó sẽ ghé về San Francisco, là cái chặng chót trên đường về Việt Nam đó. Trong chuyến đi này, Phạm Minh Chính mang theo tới 11 bộ trưởng Việt Nam tháp tùng, trong đó có cả Bộ trưởng Công an Tô Lâm, rồi dĩ nhiên là Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam, v.v. Đi tới, có tới cái phái đoàn khá là đông đảo và đi một thời gian rất là dài. Không chỉ có tham dự cái hội nghị ASEAN 2022 ở tại Hoa Thịnh Đốn cùng với ông Biden trong cái lịch trình sinh hoạt về Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mà còn có những cái sinh hoạt bên lề cái hội nghị này. Thưa quý vị, như chúng ta đều biết đó, mở đầu bằng cái cuộc nói chuyện vào ngày 11 tây mà xin Peter chiếu dùng cái hình số 61 để chúng ta thấy Phạm Minh Chính xuất hiện ở tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đó. Và trong cái cuộc này đó thì Phạm Minh Chính đã đọc một cái bài diễn văn dài để nói lên cái quan điểm lập trường của Phạm Minh Chính đối với là nước Mỹ, vân vân. Thì và trong đó có một cái điểm này cũng xin nhấn mạnh với quý vị đó, và đặc biệt Du Miên, là để biện minh cho cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu trắng cũng như là bỏ phiếu chống lại cái việc mà Liên Hợp Quốc lên án Nga xâm lăng Ukraine, cũng như là Liên Hợp Quốc trục xuất Nga khỏi cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó. Thì cái mà báo chí Việt Nam đã trình bày đã xin Du Miên về với quý vị nghe, nó rất là trướng tai, nó là Cộng sản Việt Nam dựa trên bỏ phiếu theo chính nghĩa chứ không phải bỏ phiếu theo bên. Cái chính nghĩa của Cộng sản Việt Nam là ủng hộ Nga để đánh Ukraine, mà gọi là chính nghĩa thì quý vị có thể nghe được hay không. Thành ra đó là cái cơ hội để Cộng sản Việt Nam nó tuyên truyền biện bạch, nhưng mà chắc chắn là rất là khó nghe. Và đối với Mỹ thì thật sự ra nó cũng có một bước lùi bước, anh Du Miên ạ. Là trước cái chuyến đi này đó thì là Phạm Minh Chính đã tuyên bố sẽ yểm trợ, cứu trợ cho Ukraine 500 triệu đô la, xin lỗi 500.000 đô la về mặt gọi là cứu trợ đó, để một phần nào lấy lòng, tại vì cái cuộc họp ASEAN lần này 2020 này của Biden đó, và các quốc gia Đông Nam Á, một phần là Biden muốn thuyết phục ủng hộ chính sách của Tây Phương và đặc biệt của Hoa Kỳ trong vấn đề đối đầu với Nga. Bởi vì ở trong khối này đó, khối ASEAN này đó, không chỉ có Cộng sản Việt Nam ủng hộ Nga mà còn có Miến Điện ủng hộ Nga nữa. Thái Lan và Nam Dương thì trung lập. Đó, Thái Giang, Nam Dương trung lập. Trung lập ở điểm này này, G20 này đó tổ chức ở tại Bali, Nam Dương, mà Nam Dương cũng có mời Nga và Nga nhận lời tham dự rồi. Trong khi đó Tây Phương là tẩy chay hết, mà Nam Dương đã tổ chức như vậy. Chỉ có một nước duy nhất rất là tích cực, đó là Singapore. Trong cái này, Singapore là ủng hộ tích cực chính sách, bởi vì kể cả vấn đề mà bao vây thương mại đối với Nga nữa. Đã thành ra chuyến đi này là một cái cơ hội để Cộng sản Việt Nam tuyên truyền. Và có một chi tiết nữa cũng rất là đặc biệt, thân Du Miên. Ngày hôm qua, ngày 15 tây đó, thì có tin đó là Phạm Minh Chính lên trên Boston, đúng là ngày 14 tây thì lên trên Boston nói chuyện ở trên Đại học Harvard, và bên cạnh đó có thăm viếng. Cái này là xin Peter chiếu dùm cái hình này nha, đặc biệt hình này là xin để chiếu lên để chúng ta thấy rằng là hình 65 đó. Dạ, hình 65 đó, hình 65 là cái Hotel Omni Parker House đó. Cái hình này đó mà Phạm Minh Chính nói rằng lên thăm cái hotel này là bởi vì Hồ Chí Minh cách đây hơn 100 năm đã đến ở cái hotel này, mà báo chí Cộng sản Việt Nam nó nói là gì, là Bác Hồ đã ghé thăm ở đây trên đường tìm đường cứu nước, là đã đặt chân và ở trong cái hotel này. Cho nên Phạm Minh Chính đã dành thời giờ tới đây để thăm cái hotel này, vô trong một cái phòng có thư ký tên của Hồ Chí Minh, vân vân, gọi là cái nơi kỷ niệm của Bác Hồ của Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị,
Và tôi không biết là anh Du Miên thấy như thế nào. Lần đầu tiên tôi nghe tới cái sự kiện này ở tại Boston, một nơi mà chúng tôi cũng tưởng lên rất nhiều, mà không biết cái sự kiện này. Và ngày thứ Phạm Minh Chính đã tới đây để thăm. Bên cạnh những cái sinh hoạt này thì cũng có một số hình, chẳng hạn như là đến gặp Biden xin chiếu hình 61, để chúng ta thấy là Tổng thống Biden và Phạm Minh Chính đã gặp gỡ nhau ở Quốc hội. Trước khi mà chúng ta chờ ông Biden với ông Phạm Minh Chính đó, thì tôi nói cái vụ mà Hồ Chí Minh kêu là tìm đường cứu nước đó, thật sự là đói quá đi làm bồi bàn. Đi làm ở đâu cũng có nghề của Hồ Chí Minh là làm bồi bàn. Ở trong cái khách sạn này Hồ Chí Minh cũng làm bồi bàn. Nhưng mà cái hồ sơ này đó là hồ sơ được phía bên Cộng sản thổi phồng lên. Còn phía bên Hoa Kỳ hay là những tài liệu chính thức đó, người ta chỉ có nói một cách mờ nhạt vì không có rõ ràng lắm trong cái chuyện mà ghé bất tin này. Và cái chuyện đó là anh biết là ở bên phía Việt Cộng mà người ta thổi hay lắm. Họ để ông đủ vô người ta thổi, tìm đường cứu nước. Bây giờ anh, cái hình kế tiếp là cái hình mà của đó. Vâng, thưa mời anh. Vâng, cái hình này đó là ông Biden, Tổng thống của Mỹ, đã cùng với các nguyên thủ các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á đi dự cái cuộc đi tản bộ trước khi đi vào dự cái buổi reception đó. Xin chiếu dùm cái hình 63. Cái hình 63 này là một cái buổi chiêu đãi của Tổng thống Biden với các vị nguyên thủ quốc gia. Sở dĩ tôi chọn cái hình này đưa lên là bởi vì như thế này quý vị. Cái hình này là ông Biden, ông tiếp đón những vị ông gọi là khoản đãi trong một bữa ăn trưa đó, reception đó, ở trong một cái bữa tiệc với các vị nguyên thủ, với 10 lãnh tụ các nước ở Đông Nam Á. Nhưng mà có nhiều tờ báo Cộng sản Việt Nam nó nói là đây là buổi tiệc mà Tổng thống Biden tiếp đãi Phạm Minh Chính. Điều đó nó hoàn toàn sai. Nếu quý vị thấy đó, thì quý vị thấy Biden thưa anh là chúng ta bên còn, tay phải. Chúng ta còn tới hai cái đề tài cũng hấp dẫn. Đề tài thứ nhất là tôi nghĩ là đề tài mà biểu tình mình để lại sau. Cái mà tiết lộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về cái chuyện mà thu hình, anh nói cái chuyện đó đi, cho chiếu cái video của Đài Voa. Dạ, cái sự kiện này nó rất là đặc biệt, là bởi vì á mấy ông cộng sản phái đoàn của Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đi vô thăm Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Đây nó diễn ra ngày 13 tây tháng 5 vừa qua, ngày 13 tây tức là hôm thứ năm đó, thì đi qua đi cùng với phái đoàn vô thăm Bộ Ngoại giao. Thì trong khi chờ đợi ông Bộ trưởng Ngoại giao Blinken tiếp đón đó, thì phái đoàn đứng ở ngoài, quý vị thấy đây là đứng ngoài hành lang nha, thì đã ngồi nói chuyện với nhau tiếng Việt một cách ỏm tỏi và dùng những lời lẽ rất là, phải dùng là không có lịch sự. Và xin cái này Peter chiếu dùm cái YouTube mà chúng tôi đã gỡ, cái YouTube kế tiếp đó, để quý vị nghe thầy nói. Gọi một vị phụ tá cố vấn an ninh của Tổng thống Trump nhiệm kỳ trước đó, gọi là nó gọi, bởi vì cái tay này đó. Đây, quý vị nghe, xin vặn âm thanh lớn lên. In Spain, it is a successful worker co-op. Pay the Mondragon Corporation to have their scientists working alongside the scientists in this worker co-op. In the name of the two Americans. Ông sắp tiếp các trở ngại kỹ thuật anh Du Miên, thành ra vặn lên nó không có tiếng nói. Vâng, thì đây. Rõ ràng trong phần mẹ em sợ chứ. Nó cũng phải ngại. Ngay đoạn mà cậu với cùng cậu biết cậu nói là, nhưng mà tôi không thể tin Nga được. Hai bên nó không chưa tin cậy đâu. Tin chuyện lớn đấy rồi. Mình thì nói thêm một ý nữa nhưng nó dài dòng. Như kể cả tôi với ông ngày xưa thế mãi mình tìm được tiếng nói chung. Nhưng mà thôi, nó lắm có đề. Ông đối tác của đại tướng Tô Lâm cũng là làm xỉu luôn đấy. Chỉ có thằng
So we gotta move down, break down quickly when it's time to go. Can we all just move just a little bit that way to the left? Anh tiến một tí được. Chương trình. Vâng, thưa anh Du Miên, thưa quý vị, vì hết giờ rồi thành ra chúng ta không thể là nói thêm chi tiết, nhưng mà đã dùng những cái ngôn từ rất là bất lịch sự để đề cập tới những giới chức của Hoa Kỳ, dù là đứng ngay trong Bộ Ngoại giao và không chắc phái đoàn này không biết rằng là có bị thu hình và thu âm thanh, thành ra đã trình bày nói chuyện kêu những cựu giới chức của chính phủ Mỹ là nó, rồi sử dụng những ngôn từ mà có thể gọi là vô cùng bất lịch sự, thưa anh Julian. Vâng, thưa cảm ơn anh, nói lên rất tiếc là thấp kém. Yeah. Vâng, rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Thằng ai chào tạm biệt quý vị. Good morning, Vietnam, America.